cách để bảo quản nước tiểu cho cuộc kiểm tra ma túy. Có nhiều lý do khiến bạn cần bảo quản mẫu nước tiểu cho cuộc xét nghiệm ma túy sắp tới. Có thể bạn nhờ ai đó cho mẫu nước tiểu sạch để vượt qua kiểm tra một cách trót lọt. Cũng có khi bạn muốn bảo quản mẫu nước tiểu sạch của bản thân để sử dụng sau đó. Dù là bảo quản nước tiểu của bạn hay ai khác, bạn càng sử dụng sớm thì kết quả sẽ càng chính xác hơn. Hãy đựng nước tiểu trong vật chứa kiến khí và làm lạnh hoặc đông lạnh nếu như bạn không sử dụng trong vòng một tiếng sau khi lấy và một ngày sau đó, bạn chỉ cần đưa mẫu nước tiểu về nhiệt độ cơ thể để sử dụng. Phương pháp 1. Bảo quản nước tiểu đúng cách 1. Lấy mẫu càng gần ngày và giờ xét nghiệm càng tốt. Nước tiểu sẽ bắt đầu bị oxy hóa và phân hủy rất nhanh sau khi rời khỏi cơ thể, trở nên đậm màu và nặng mùi hơn. Nước tiểu ở bên ngoài môi trường càng lâu thì độ tin cậy để kiểm tra ma túy sẽ càng giảm. Để mẫu xét nghiệm trong đáng tin nhất, nước tiểu phải sạch và ấm. 2. Đựng nước tiểu trong lọ thủy tinh hoặc nhựa có nắp đại kiến. Bạn cần chắc chắn rằng vật chứa hoàn toàn kiến khí để nước tiểu không tràn ra ngoài. Sử dụng lọ nhựa để bảo quản ngắn hạn và lọ thủy tinh để bảo quản được lâu hơn. Vì những hóa chất khác trong nhựa có thể hòa vào nước tiểu. Bạn cũng có thể cho lọ đựng mẫu nước tiểu vào túi ni lông, niêm phong để thêm một lớp bảo vệ. Nếu bạn dự định bảo quản nước tiểu trong thời gian dài, hãy dán nhãn ngày bạn đã lấy mẫu. Lưu ý, thủy tinh có thể bị vỡ khi nhiệt độ thay đổi đột ngột. 3. Làm ấm mẫu nước tiểu trong thời gian ngắn bằng miếng dán giữ nhiệt. Nếu bạn dự định sử dụng ngay trong khoảng 1 giờ kể từ khi lấy mẫu, hãy đựng nước tiểu trong lọ nhỏ kiến khí, chẳng hạn như lọ thuốc. Duy trì độ ấm cho lọ nước tiểu bằng miếng dán giữ nhiệt. Ngay trước khi gửi mẫu xét nghiệm, tháo miếng dán giữ nhiệt ra để nước tiểu trở về nhiệt độ cơ thể. Dùng dây thun cố định miếng dán giữ nhiệt quanh lọ nước tiểu. 4. Làm lạnh nước tiểu càng sớm càng tốt, nếu bạn dự định sử dụng sau 1 giờ. Bạn càng làm lạnh sớm thì mẫu xét nghiệm sẽ khả thi hơn. Tốt nhất là giữ lạnh ngay sau khi mẫu vừa được lấy trong vòng tối đa 30 phút trở lại. Sử dụng hoặc tiến hành đông lạnh nước tiểu trong vòng 1 ngày kể từ khi lấy mẫu. 5. Đông lạnh mẫu nước tiểu nếu bạn dự định sử dụng trong vòng 1 năm. Nếu như không sử dụng mẫu nước tiểu trong vòng 24 giờ, tốt nhất là bạn nên tiến hành đông lạnh bảo quản nước tiểu trong lọ kiến khí và sử dụng trong vòng một năm kể từ khi lấy mẫu. Có nhiều ý kiến khác nhau về thời gian đông lạnh để nước tiểu vẫn còn sử dụng được. Nhìn chung thì bạn sử dụng càng sớm sẽ càng tốt. Bạn cần chắc chắn rằng nước tiểu được đông lạnh là mẫu sạch. Nước tiểu chứa THC khi đông lạnh sẽ làm tăng nồng độ. Phương pháp 2. Làm nóng mẫu nước tiểu lạnh 1. Rã đông nước tiểu qua đêm ở nhiệt độ phòng, Cách tốt nhất để đưa mẫu nước tiểu về nhiệt độ phòng là rã đông tự nhiên. Hâm bằng lò vi sóng có thể khiến mẫu nước tiểu bị hỏng và không thể sử dụng. Bạn phải sử dụng mẫu trong vòng một ngày kể từ khi rã đông. 2. Dùng túi chườm nóng, lò vi sóng hoặc miếng dán giữ nhiệt để làm ấm nước tiểu. Khi mẫu đã đạt nhiệt độ phòng, bạn cần tiếp tục tăng lên nhiệt độ cơ thể hoặc thậm chí cao hơn. Quấn lọ đựng mẫu vào túi chườm nóng hay miếng dán giữ nhiệt hoặc quay trong lò vi sóng trong khoảng 10 giây. Nếu bạn sử dụng lò vi sóng, tốt hơn hãy cầm lọ đựng nước tiểu trong miếng dán giữ nhiệt để duy trì độ ấm trong quá trình vận chuyển. Tốt nhất, hãy làm lọ đựng mẫu ấm hơn nhiệt độ cơ thể một chút để trừ hao nước tiểu sẽ lạnh dần trong thời gian bạn đem đi xét nghiệm. 3. Mang mẫu nước tiểu bên người trước khi sử dụng Việc mang lọ đựng nước tiểu bên người sẽ giúp duy trì nhiệt độ mẫu xét nghiệm gần với nhiệt độ cơ thể nhất. Phạm vi nhiệt độ được chấp nhận đối với mẫu nước tiểu là khoảng 32 đến 38 độ C. Cố gắng giữ mẫu nước tiểu ở đâu đó trong phần thân dưới, chẳng hạn như giữa hai đùi. Cảnh báo. Lưu ý, cung cấp mẫu nước tiểu giả là hành vi phạm pháp, chỉ nên làm điều này nếu bạn không còn lựa chọn nào khác. Nếu người kiểm tra nghi ngờ tính xác thực của mẫu, có thể bạn sẽ phải tiến hành lấy mẫu dưới sự giám sát trực tiếp.